Hello mọi người, đây mọi người ơi, mọi người nhìn thấy gì không? Cây đỗ quyên đã nở hoa từ nè, cũng rất là nhiều nụ nhá, nhiều nụ nó đang nở đó mọi người ạ. Mọi người hãy nhanh tay tậu cho mình một cây đỗ quyên đỏ âu như này về nhà trông đẹp lắm. Đấy, đây là cây tùng đen nha mọi người. Cây tùng đen này thì không phải nói rồi, cây tùng đen này là một loại cây mà rất là quý và nó có giá trị cao. Cây tùng đen này bên mình thì bây giờ nó có size nhỏ này thôi. Mấy cái loại mà lớn lớn ấy thì người ta sẽ uốn thành bonsai, nó nhiều kiểu dáng khác nhau. Và cây này nó có nhiều giá trị rất là cao nhá, và nó cũng rất là hiếm nữa. Tiếp theo, đây là cây bằng sinh. Mọi người thấy không? Rất là xinh nha. Đây, nó có nhiều màu sắc. Có cái phần lá non được trồng ở dưới này, tạo điểm nhấn cho cây. Và nhiều màu chậu nha mọi người, để cho các bạn có thể lựa chọn chậu màu mà mình thích. Cây bằng sinh này thì có nguồn gốc từ Singapore, tại vì nên mới gọi là cây bằng Singapore. Còn cái cây này là cây hạnh tiên thảo. Lá của nó rất là xinh nha mọi người. Lá của nó giống như hình trái tim á, nhưng mà nó có kiểu là nó nhấp vô hình sần chui xuống chui như thế này. Màu tím cả thân và lá nó đều là màu tím luôn. Mình sở hữu cái cây này rất là đẹp, để trưng ở bàn làm việc, bàn mình học này, để phòng khách trang trí cho đẹp mắt cũng được này. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Trên đây là một cây lưỡi hổ. Mọi người thấy không? Đây là lưỡi hổ Thái. Lưỡi hổ này thì có thể xua đuổi cái khi những cái xấu mà mình mang lại, như gọi là tà ma này và những cái điều không tốt. Và cây này thì sống rất là dài lâu và cũng rất là dễ chăm sóc, là mình chỉ cần để về xong rồi một tuần mình tưới lớp một lần cũng được. Cây này thì rất là dễ chăm sóc rồi, ai mà trồng cây này thì cũng đã biết là nó như thế nào. Đây mọi người, còn cái cây này, một người mọi người thấy là cái cây này giống cây gì không? Cây này giống cây dương xỉ đúng không? Nhưng mà cái này không phải là cây dương xỉ nhá. Mọi người nhìn thấy lá của nó là biết rồi. Cây là cây lá mang người ta hay gọi là thủy tùng. Vì cây dương xỉ thì lá của nó sẽ to hơn và nó không bị nhỏ nhỏ vụn vụn như thế này. Đó, rất là mạnh. Nói này, đây gì? Chào. Về phần mình có thể trang trí để co ban công ấy, bên mình cũng có rất là nhiều loại cây để có thể trang trí được ban công, cửa sổ của mình. Đây, trên tay mình đang cầm đây là cây đô la nha các bạn. Cây đô la này thì tại sao gọi là cây đô la? Tại vì cái lá của nó giống như là đồng tiền ấy, đồng tiền đô la. Nó tròn tròn như thế này. Nghe tên toát ra mùi tiền. Nghe tên cái là mọi người đã biết là tiền nó sọc vô mọi người luôn rồi. Đó, rất là đẹp. Một chậu to như này có 100.000 thôi các bạn ơi. Mọi người hãy nhanh tay, có thể ấn vào số hotline của quán để gọi. Mình có thể tư vấn cho các bạn miễn phí luôn. Đây các bạn ơi, đây là cây cây hạt dưa nhỏ nhỏ xinh xinh mà mình treo ban công thì rất là xinh luôn á. Nhìn ban công của mình xanh mát luôn, thoáng, cho cái không gian của mình xanh sạch đẹp. Biết tại sao gọi là cây hạt dưa không? Tại vì cái lá của cây hạt dưa này giống như kiểu là cái hạt dưa mà mình hay cắn đấy các bạn. Nó rất là giống nên là nó có cái tên là hạt dưa. Rồi, tiếp theo đó là cây
cây bình an. Cái size mà mình vừa cầm đấy là size nhỏ, đây mình lấy cái size to này. Đó. Cây bình an này thì không phải nói rồi, cây bình an này nó sẽ mang lại cái sự bình an cho mình, may mắn này, mình sẽ không gặp những cái rủi ro mà không đáng có, và nó sẽ xua đuổi những cái rủi ro đi và sẽ mang lại cái phước lành cho mình. Đó, các bạn thấy không, cây bình an này có cái đặc điểm là lá của nó có cái sọc viền trắng xanh như thế này, độc đáo và nó rất là khác biệt, nó độc lạ á. Các bạn thấy không, đây mình có rất là nhiều loại cây treo cảnh đẹp như thế này. Tiếp theo đó là cái cây to bự như thế này, các bạn có biết là cây gì không? Cây son môi đấy ạ. Cây son môi nó rất là to, lá của nó rủ xuống như thế này, to lắm, nó to hơn cả người mình gấp đôi luôn rồi. Đó, các bác thấy không ạ? Cái cây son môi này nó có hoa nhá, nhưng mà hiện tại thì nó chưa nở hoa. Bình thường là nó có hoa tầm 3-4 tháng là nó sẽ có hoa đó. Hoa của nó màu đỏ rất là đẹp. Này mà mình về treo ban công có hoa cái là nó đỏ rực cái ban công, cái ban công của nhà mình luôn. Đó. Và có một cây này khá là lạ với tất cả chúng ta. Này là cây giọt nước nhá. Biết tại sao là cây giọt nước không? Tại vì cái cây này thì nó có hình tròn và gì nhỉ? Nó kiểu là nó xiên vào nhau. Nó xiên ra xong rồi nó rũ dài ra như thế này này mọi người. Hạt của nó rất là nảy nhá, to. Này mọi người. Thật ra thì cái cây này của mình cũng sắp héo rồi. Đó. Thì bên mình cũng có rất là nhiều loại cây khác mà mình thích cây nào thì mình có thể liên hệ với shop em để có thể tư vấn và chăm sóc để có thể tư vấn và chọn cho mình một cái cây nào phù hợp nhất. Thì bên mình cũng có rất là nhiều loại sen đá nhá. Đây, quay xuống đây cho các bạn nhìn sen đá này. Bên mình có rất là nhiều kiểu sen đá, từ nhỏ đến cỡ lớn này, đến vừa, và các loại cây cảnh khác như cẩm nhung này, gần đây có sen đá hoa này, cái lọ cây này nó khác lạ đúng không, mà nó rất là đẹp nữa, nó có hoa móng rồng nha các bạn. Đó, bên mình cũng có cái chậu chú tiểu này. Bây giờ thì cũng hiếm lắm đấy các bạn ạ. À, các bạn mà muốn sở hữu cái chậu như thế này thì các bạn hãy qua cây đời nhá. Đó. Đây, bên mình cũng có cái chậu to đùng như thế này. Chậu to này thì chúng ta, nếu mà các bạn muốn để cây thì mình có thể thay, hoặc là các bạn mua chậu riêng cũng được. Đó. Rất là nhiều loại cây đây ở trong này. Ở trong này cũng có rất là nhiều cây treo, như là cái treo vạn niên thanh giỏ này, nó rất là to bự luôn á, xanh mướt luôn. Cây vạn niên thanh này thì không phải nói rồi, tại vì nó sống rất là khỏe dai và cái rễ, cái mầm của nó nhiều lắm, nó nhiều mầm, nó nảy mầm lên nhiều lắm, mà cái cây này thì sống rất là dai khỏe rồi và giá thành cũng rất là rẻ. Đó, còn bên này là một số cây to mà mình có thể để ở ban công này, hay là sân thượng, hay là mình để ở trước cửa nhà, ở sân nhà của mình ấy, mình trang trí, mình để thu hút tài lộc này, giống như là cái cây phát tài núi này, cây hạnh phúc, cây trầu bà leo này, và cây này là cây bạch mã. Cây bạch mã. Đây, mọi người không nhìn thấy cái cây bạch mã đúng không? Đây mình coi. Cây bạch mã đây. Biết tại sao gọi là cây bạch mã không? Tại vì cái thân của nó trắng mướt này, các bạn thấy không? Đó. Thân của nó trắng mướt luôn. Và cái lá của nó có cái viền trắng xanh nó pha lẫn như thế này. Đúng không ạ? Nhìn rất là độc đáo và đẹp mắt.
Ở đây bên mình có cái cây phát tài núi Ngũ Phúc này, quá là đẹp. Các bạn mà ai có nhu cầu thì các bạn có thể liên hệ mình để có thể sở hữu được cho mình một cái cây phát tài núi mà có 5 nhánh, biểu tượng cho cái sự gọi là ngũ phúc đó. Đó, đây, chúa thiên điểu đây, hoa này đẹp lắm các bạn ơi. Thì đấy, mình cũng đã quay sơ qua một số cây mà showroom cây đời có rồi. Thì mình mong là các bạn có thể nhanh tay ấn vào số điện thoại này để gọi cho mình luôn, để bây giờ mình có thể tư vấn cho các bạn. Đây, hai chị em tớ luôn luôn là sẵn sàng để có thể giải đáp thắc mắc của các bạn nha. Bye bye.